Cô Hồng xin chào tất cả các con. Các con thân mến, vì tình hình dịch bệnh corona hiện nay đang diễn ra rất là phức tạp nên cô và các con đã xa nhau một thời gian cũng khá lâu rồi đấy. Hôm nay cô Hồng sẽ làm một video hướng dẫn cho các con làm những chiếc chống chống từ giấy và các loại lá cây. Bây giờ cô mời các con cùng đón xem nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện làm chống chống từ giấy. Và nguyên vật liệu cô chuẩn bị hôm nay gồm có một tờ giấy, kéo, bút chì, ống hút nhựa và một que tre. Bây giờ các con cùng quan sát cô thực hiện nhé. Trên tay cô là một tờ giấy hình chữ nhật. Cô gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật sao cho hai mép tờ giấy trùng khít. Sau đó cô dùng các ngón tay miết nhẹ tờ giấy, miết nhẹ nếp gấp. Cô dùng kéo cắt bỏ đi phần thừa. Sau khi cắt bỏ đi phần thừa thì cô được một hình vuông. Gấp hai góc của hình vuông lại thì như cũ thì chúng ta thì tạo được một hình tam giác. Sau đó cô gấp hai góc dưới đáy của hình tam giác lại. Và dùng các ngón tay miết nhẹ. Cô có một hình tam giác nhỏ hơn. Sau đó cô lấy kéo ở góc dưới của tam giác, mở tờ giấy ra thì các con thấy các đế gấp. Cô dùng kéo cắt theo đường các đế gấp. Cô cắt quả nửa và trừ một khoảng từ tâm tương tự với các nếp gấp còn lại. Sau khi cắt xong thì cô đã được bốn hình tam giác đấy. Và cô sẽ dùng bút chì chui vào phía góc phải của hình tam giác thứ nhất để tạo thành một lỗ tròn tương tự với hình tam giác thứ hai, hình tam giác thứ ba. Và hình tam giác cuối cùng. Sau khi tạo lỗ ở các cánh thì bây giờ cô sẽ làm trục quay của chống chống. Cô sẽ dùng một chiếc ống hút luồn vào vòng tròn ở giữa tâm chống chống, lần lượt luồn vào từng cánh, luồn từng cánh vào ống hút. Và để giữ cho cánh ống hút thì cô sẽ dùng kéo tách nhỏ đầu ống hút ra. Sau đó cô dùng tay bẻ ngược lại phần ống hút vừa tách. Vậy là cô đã hoàn thành xong phần cánh của chống chống rồi đấy. Và tiếp theo một phần rất là quan trọng nữa, đó là phần tay cầm của chống chống. Cô sẽ dùng một thanh tre
Và cô đã hoàn thành xong một cái trong chống bằng giấy đấy. À bây giờ cô thể sửa thêm trong chống có quay không nhé? À vậy là cô đã làm xong một cái trong chống bằng giấy rồi đấy. Các cháu thấy có tuyệt không nào? Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con làm trong chống từ lá dừa. Và nguyên liệu để làm trong chống từ lá dừa gồm có lá dừa, ống tre và kéo. Cô sẽ chọn chiếc lá dừa vừa tầm với cô để làm. Và đầu tiên thì cô sẽ dùng thao tác xé bấm tách phần sống dừa ra. Khi tách phần sống dừa thì các con nhớ tách nhẹ nhàng để phần lá dừa khỏi bị rách. Các con dùng thao tác xé bấm tách nhẹ nhàng. Xong phần sống dừa rồi đấy. Sau khi tách xong phần sống dừa thì cô sẽ được hai phần của lá dừa. Cô sẽ đặt phần lá dừa thứ nhất lên phần lá dừa thứ hai. Sau đó cô gấp nhẹ nhàng phần lá dừa vào ở giữa. Sau đó luôn từng cánh, từng phần lá dừa giữ. Sau khi luồn xong thì cô sẽ nhẹ nhàng kéo các cánh lá dừa lại với nhau. Vậy là cô đã có một chiếc trong chống từ lá dừa rồi đấy. Sau khi kéo thì cô sẽ để cho các cánh lá dừa đều nhau thì cô sẽ dùng kéo cắt các cánh sao cho các cánh đều nhau. Vậy là cô đã hoàn thành xong phần cánh của trong chống rồi đấy. Và tiếp theo cô sẽ làm phần tay cầm của trong chống. Cô lấy phần sống dừa vừa tách lúc nãy. Thẳng qua tâm của trong chống. Sau đó cô lấy ống tre luồn qua phần sống, luồn qua phần sống dưa. À và cô đã hoàn thành xong một chiếc trong chống bằng lá dừa đấy. Bây giờ chúng ta thử xem chiếc trong chống quay như thế nào nào. Vậy là cô đã hoàn thành xong một chiếc trong chống được làm từ lá dừa đấy. Và hôm nay cô Hồng đã hướng dẫn cho các con làm hai chiếc trong chống từ giấy và lá dừa. Và cô mong các con ở nhà lúc đến rồi thì các con sẽ tự làm những chiếc trong chống để mà vui đùa thật là vui vẻ đấy. Vậy video của cô ngày hôm nay là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con.